Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jenga Resort and Casino. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Dình giữ cặp mắt tốt cho một tương lai sáng lạng với bác sĩ Vương Linh Chi, 714-530-2006. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy chào lại với quý khán thính giả. Và trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đề cập đến cuộc họp của ông Trump ngày hôm qua tại thành phố Melbourne, tiểu bang Florida. Hôm qua ông cuộc vận động và sau một ngày với bà Clinton trong cuộc tranh luận tối hôm thứ Hai, thì tại cuộc vận động này, ông Trump tuyên bố chúng ta đã thắng, các cuộc thăm dò cho chúng ta thấy chúng ta đã thắng và ông cảm thấy rất là hãnh diện. Vâng, thế nhưng đó là lời tuyên bố của ông Trump, bởi vì thực sự thì ông cũng muốn mang lại cái sự lạc quan, chẳng lẽ mình nói mình thua, phải không ạ? Đó có được. Cho nên, nhưng mà thực sự trên hầu hết các cuộc thăm dò và các nhà chuyên gia và kinh tế ra, quý vị nếu mà theo dõi trên các mạng đều thấy rằng ai cũng nói là bà Clinton thắng. Mặc dầu họ không nói thắng lớn nhưng mà đã thắng trong cái cuộc tranh luận đầu tiên. Thắng từ nhiều điểm, tấn công ông Trump nhiều điểm, nhưng mà thắng một cái điểm nữa đó là chứng tỏ ra cái tư cách của một vị tổng tư lệnh, một vị lãnh đạo của Hoa Kỳ, thay vì cái thái độ mà thậm chí đây là những cái phân tích của những người cử tri ủng hộ cho ông Trump nha. Ngay cả những cử tri ủng hộ cho ông Trump cũng tuyên bố là họ cảm thấy ông Trump đã thua rồi, nhất là không giữ được cái cool, tức là cái sự điềm đạm cần thiết của một, nhất là một người gentleman như ông Trump nữa, mà đứng trước một người phụ nữ mà không keep được his cool, họ nói không giữ được cái sự điềm đạm đó. Nghĩa là bà cứ nói một câu, ông cãi một câu 51 lần như thế. Nhiều người nói chứ, đây là những người ủng hộ cho ông Trump chứ không phải là những người mà ủng hộ cho bà Clinton, hoặc những người ủng hộ Trump mà nói chứ, trời ơi, tôi thấy ông Trump á, tranh luận cái gì mà giống như một đứa con nít cãi nhau ở ngoài công viên vậy đó. Cứ bà nói một cái là I don't think so, và bà nói một cái là đủ thứ hết, tức là đáp lại bằng những cái lời lẽ mà không phải là nằm trong cuộc tranh luận, khác hẳn với những người đại diện cho đảng Cộng hòa trước đây, chẳng hạn như Mitt Romney, Ronald Reagan, George W. Bush, vân vân. Thì những cái hành động đó đã khiến cho họ thất vọng. Tuy nhiên trong cuộc vận động ngày hôm qua thì người ta thấy rằng ông Trump thay vì đọc, không phải đọc, thay vì nói một cách nghĩa là đủ hết theo ý của ông, thì hôm qua ông nhìn cái prompter, cái teleprompter là cái máy đọc á, tức là bây giờ họ bắt ban cố vấn bắt ông là phải đi theo script, tức là đừng có chạy lung tung. Bởi vì sao? Tất cả những lần trước mà khi ông nói lung tung đó, là giới truyền thông họ ghi nhận hết tất cả những cái điểm xấu mà ông nói ra. Rồi họ dùng cái đó để mà họ so sánh với những gì đã xảy ra trong quá khứ, và cuối cùng họ nói ông là một kẻ nói láo. Chẳng hạn như là trong quá khứ đó, là ông đã từng nói là ông ủng hộ cho việc quân đội Hoa Kỳ đi vào Iraq. Mà trong cái cuộc tranh luận và ngay cả đến giờ phút này, ông nói là ông không có ủng hộ. Điểm thứ nhì đó là ông Trump ông nói đó là cái chuyện stop and frisk của cảnh sát New York, có nghĩa là chặn và lục soát đó, là constitutional, có nghĩa là được hiến pháp công nhận. Thế nhưng thưa quý vị, tòa của hiến pháp đã ban bố cái việc mà hành động của cảnh sát ở New York là không có hiến pháp, không có vi phạm hiến pháp. Thì tất cả những cái điểm này đã khiến cho ông Giuliani, Rudolph Giuliani, là từng là thị trưởng của New York trước đây và hiện nay là nằm trong ban cố vấn của ông Trump á, tuyên bố nếu tôi là ông Trump, tôi sẽ không tranh luận nữa, rút lại hết. Tức là hủy luôn hai cuộc tranh luận kế tiếp luôn nữa. Thì không biết bây giờ là ban vận động của ông Trump có quyết định như thế nào, nhưng mà cũng không được. Không. Bởi vì hủy như thế đó chứng tỏ là ông là một người, một kẻ hèn nhát, không dám đương đầu với một người phụ nữ.
Bên cạnh đó thì một trong những cái đòn mà bà Clinton đánh có thể nói rằng rất là mạnh và nhắm vào để lấy được toàn bộ phiếu của phụ nữ và cử tri gốc Latin, đó là nhắc tới cô Hoa hậu Hoàn Vũ, người Venezuela, một người Latino nhưng mà bị ông Trump nói là Miss Piggy đó, cô heo á. Thì những cái điểm đó ngày hôm nay thì chính cô này cũng đã đưa ra những cái lời mà phản biện để chỉ trích ông Trump trở lại và gây thêm những cái khó khăn cho ông Trump hiện nay. Cho nên thưa quý vị, cho đến giờ phút này thì rõ ràng là ban vận động của ông Trump đang đưa ra những cái chiến lược mới để chuẩn bị đương đầu với bà Clinton, và họ hy vọng sửa sai tất cả những cái điểm, tức là họ nói calm mà quan trọng nhất, tức là điềm đạm, để mà đừng có những cái lời lẽ mà đưa ra mà không có cái chứng cứ gì. Bởi vì rõ ràng quý vị thấy ông Trump tranh luận đó, ông không đưa ra nhiều cái chứng cứ quan trọng mà lẽ ra ông có, mà ông biết. Rồi chẳng hạn như là đánh rất mạnh bà Clinton trong cái vấn đề Benghazi, rồi email thì ông không lại làm. Thì hôm nay khi mà hỏi đến vấn đề đó, thì ông Trump ông nói là tôi không có muốn embarrass her, tôi không muốn làm cho bà ấy xấu hổ. Thưa quý vị, cái câu nói đó thì nó hoàn toàn là vô lý. Lý do khi mà xuất hiện trên khán đài và trên sân khấu mà chính trường chính trị như vậy đó, điểm mà chúng ta cần đó là thắng đối phương. Đúng. Mà muốn thắng đối phương là phải dồn đối phương vào đường cùng, và càng xấu hổ bao nhiêu thì càng thua bấy nhiêu, phải không ạ? Thì đó là lý do mà bà Clinton đã đẩy ông Trump vào cái thế mà ông chỉ biết là chống lại thôi, chứ không có thể mà đưa ra những cái nắm đấm đánh lại bà được. Vâng, thưa quý vị, và mới đây thì một nhà hàng ở tại Virginia Beach đang gây ra rất là nhiều tranh cãi khi mà họ có một cái hành vi được coi là cố tình hạ nhục người quarterback của đội San Francisco là anh Colin Kaepernick. Thưa quý vị, chắc quý vị vẫn còn nhớ đây là hình ảnh của Colin Kaepernick, là người mà công khai không chịu chào lá quốc kỳ của Hoa Kỳ khi mà bài quốc ca vang lên. Không đứng và giơ tay lên ngực. Vâng, đúng rồi. Tay lên ngực. Dạ. Vâng, anh quỳ xuống, anh nói là anh muốn phản đối thôi. Là bởi vì thời gian gần đây cảnh sát người da trắng đã có hành vi kỳ thị cộng đồng người da màu khi sử dụng bạo lực quá nhiều. Thì quay trở lại với cái nhà hàng này, họ đã bây giờ thì họ cũng có, họ nói là họ có hành vi phản đối lại cái hành động này của Kaepernick khi mà dùng chiếc áo đại diện của anh dán ngay trước cửa ra vào của nhà hàng để mà làm giống như là cái tấm thảm chùi chân. Thưa quý vị, thì cái hiện nay cái hành động này của cái nhà hàng này đã ngay lập tức gây hai cái luồng phản ứng trái chiều của cộng đồng địa phương. Thì tất nhiên những người, tất cả những người da màu ở đây đó, thì họ lên án cái nhà hàng này, họ gọi nhà hàng này có hành động kỳ thị chủng tộc. Và họ đã lập tức là chia sẻ hình ảnh này lên Facebook, Twitter, rồi họ còn lên Yelp nữa, là cái trang mạng mà chuyên đánh giá các dịch vụ kinh doanh ăn uống đó, thưa quý vị. Và họ lên đây, họ cho nhà hàng này chỉ có 1 sao thôi, là cái rating mà thấp nhất. Rồi họ còn kêu gọi mọi người là không đến cái nhà hàng này, tẩy chay nhà hàng đi. Thế nhưng những người đa số là da trắng thì đã lên tiếng bên vực ủng hộ, thưa quý vị. Họ nói đây không phải là kỳ thị màu da, mà bởi vì là họ ghét cái hành động của anh Kaepernick khi mà không muốn không tôn trọng lá quốc kỳ, thưa quý vị. Và được biết là đây không phải lần đầu tiên có một nhà hàng làm như vậy đối với Kaepernick. Trước đây đầu tháng thì đã có một cửa tiệm bán cigar, thưa quý vị, cũng có hành động tương tự, dán chiếc áo đại diện cho anh này xuống cửa để mà làm thảm chùi chân. Tại Hà Lan, Ủy ban điều tra đặc biệt của Hà Lan hôm nay ra công bố kết quả điều tra liên quan đến chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Mã Lai rơi trên bầu trời ở phía đông của Ukraine, thưa quý vị. Và điều tra đã minh xác một điều mà nhiều người lâu nay đã nghi ngờ. Toán điều tra đặc nhiệm này họ nói rằng là đầu đạn hỏa tiễn bắn rơi chiếc máy bay MH17 mà khiến cho hơn 200 người Hà Lan thiệt mạng đó là đã được đưa đến từ nước Nga và đưa vào cái khu vực của phiến quân chống chính phủ Ukraine. Và đây là phiến quân thân Nga ở miền đông Ukraine, thưa quý vị.
Thế nhưng cái vấn đề chính ở đây đó, cái việc xác minh này liệu có được Nga cũng như phiến quân chấp nhận hay không, chắc chắn là họ đã phản bác. Bởi vì Nga và phiến quân trước đó chỉ tay năm ngón vào phe của ông Poroshenko là tổng thống của Ukraine. Chỉ tay vào đây và nói rằng đây mới là những kẻ đã nổ cái hỏa tiễn này bắn lên bầu trời không phận. Thế nhưng trước đó thì nhiều người và phía Hoa Kỳ cũng nghi ngờ là do phiến quân bắn, bởi vì họ đã có những cái hình ảnh vệ tinh cho thấy rằng là Nga đã cung cấp những cái loại xe bắn hỏa tiễn cho phiến quân thân Nga. Và trước đó thì phiến quân thân Nga đã ra khuyến cáo là nếu có bất cứ một máy bay nào của Ukraine bay trên bầu trời không phận tranh chấp lúc đó đó, thì phiến quân thân Nga sẽ bắn hỏa tiễn, bắn hạ bất cứ máy bay. Thì vừa lúc đó chiếc máy bay của hãng hàng không Mã Lai 17 bay ngang, thế là lãnh đủ nguyên một trái hỏa tiễn banh chiếc máy bay luôn, thưa quý vị, và dẫn đến vào phút này. Chưa biết được, đây chỉ là mới là tin tức sơ khởi thôi. Và liệu rằng Ủy ban điều tra của Hà Lan có đệ trình lên để yêu cầu phe công tố của Hà Lan chỉ tay vào Nga hoặc là phiến quân Nga để yêu cầu chịu trách nhiệm cho vụ bắn rơi chiếc máy bay này, thưa quý vị, gây thiệt mạng đa số là người hành khách Hà Lan đi nghỉ mát. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả và chào lại ngay sau phần bảo trợ thương mại.